Nga đang thắng thế trong cuộc xung đột. Có khá nhiều bằng chứng cho thấy quốc gia thắng hay thua trước cuộc xung đột tại Ukraine. Trên chiến trường, Ukraine không đạt được bước đột phá nào khả quan để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Trong khi đó, khí tài NATO lại tiếp tục bị tiêu hủy trên chiến trường ngày 2 tháng 8. Còn trên mặt trận kinh tế, Nga vẫn trụ vững trước các đòn trừng phạt của phương Tây. Vào tháng 8 vừa qua, truyền thông Anh đã từng đưa tin rằng các biện pháp trừng phạt Nga đang phát huy tác dụng và gần đây tờ này lại đăng bài viết có tiêu đề Vì sao cuộc chiến kinh tế chống lại Nga lại thất bại? Chớ trêu là sau chiến thắng với cùng một bức ảnh biếm họa tổng thống Putin, nhưng mà hai tiêu đề lại hoàn toàn đối nghịch nhau. Điều đó đã minh chứng rõ nhất cho sự thất bại của phương Tây trước người Nga. Rõ ràng châu Âu đang phải trả cái giá quá đắt khi mà không có bất kỳ đánh giá thực tế nào về nền kinh tế Nga. Và cũng vào tháng 8 năm ngoái, tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng nhập khẩu từ Nga cũng như là cấm tất cả người Nga được đi lại tự do trong khối EU. Ngay sau đó, truyền thông Ý đã hé lộ rằng ngôi nhà sang trọng trị giá 4 triệu đô la tại Ý của Tổng thống Zelensky lại được cho là của Nga thuê. Cũng trong một năm sau, Reuters hôm mùng 1 tháng 8 đưa tin rằng xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã tăng 30% so với tháng 7. Như vậy, châu Âu không những phớt lờ lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky mà còn hiểu ra rằng nền kinh tế của châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ của Nga. Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng lớn nhất của Đức là Uniper đã thất vọng khi mà bị phía Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt. Kể từ khi Nga cắt nguồn cung cấp vào tháng 11 năm ngoái, tập đoàn này đã bị lỗ 11,6 tỷ euro do mua phải khí đốt thay thế từ các nhà cung cấp khác với giá cực cao. Rõ ràng, Đức đã trở thành nạn nhân của lệnh trừng phạt Nga và chính nguồn khí đốt Mỹ đã khiến Đức phải thua lỗ nặng như vậy. Thêm nữa, truyền thông Đức cũng tiết lộ rằng xe tăng của Ukraine đang được vận hành bằng xăng dầu do Nga cung cấp. Chính quyền Kiev thì gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu để duy trì nỗ lực chiến sự, trong đó có nguồn dầu diesel từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà cả hai quốc gia này đều đang nhập khẩu rất nhiều dầu từ Nga. Tập đoàn năng lượng MOU của Hungary đã tăng gấp đôi doanh số bán hàng sang Ukraine trong 6 tháng qua và đây được cho là nghịch lý của chiến sự. Cũng vào tháng 6 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Ba Lan Wasijowski đã tuyên bố rằng phương Tây chỉ chờ thời điểm xung đột kết thúc để khôi phục lại mối quan hệ thương mại với Nga. Theo chính trị gia này, thì các nước phương Tây đặc biệt là Đức, quốc gia công nghiệp hàng đầu của EU đang rất cần một mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên không chỉ có Đức cần Nga mà ngay cả Ba Lan cũng không thể chối bỏ được nguồn nguyên liệu thô của Nga. Trong đó bằng chứng cho thấy Ba Lan đã nhập khẩu rất nhiều nhôm có xuất xứ từ Nga. Chính quyền Ba Lan luôn tuyên bố sẽ sát cánh cùng với Ukraine trước cuộc chiến chống lại Nga. Nhưng mà việc Ba Lan cấm ngu cốc của Ukraine cho tới khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm thì tình đồng minh cũng bị phá vỡ. Có thể nói Ukraine đã đánh mất chủ quyền của mình từ năm 2014, kể từ cuộc đảo chính Maidan và lập nên chính phủ bù nhìn thân phương Tây. Thời điểm này, Ukraine đang dần sụp đổ với những bằng chứng rõ ràng nhất. Thứ nhất, bán đảo Crimea đã bị sắp nhập vào Nga. Thứ hai, khu vực Donbass với nhiều mỏ than, khoáng sản cùng 4 triệu cư dân gần như là do Nga kiểm soát. Thứ ba là giá năng lượng điện, nước và thực phẩm đang tăng chóng mặt. Thứ tư, Ukraine không còn tự do ngôn luận, báo chí độc lập hay đảng phái đối lập để giám sát các hành vi tham nhũng của chính phủ. Cùng với việc Ukraine đang trong chiến sự mà không có triển vọng giành chiến thắng và đã mất 200.000 binh sĩ trên chiến trường. Và cuối cùng là Ukraine đang vay hàng tỷ đô la mà những thế hệ sau không biết phải làm thế nào để trả nợ cho phương Tây. Điều này đúng như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố vào hồi tháng 7 vừa qua rằng Ukraine không có cơ hội thành công trên chiến trường và sẽ sụp đổ ngay lập tức sau khi phương Tây ngừng cung cấp khí tài cho Ukraine. Thủ tướng Hungary nói như sau, nếu như mọi người Mỹ muốn thì sáng mai sẽ có hòa bình, còn tại sao người Mỹ không muốn thì đây là câu chuyện mà cả thế giới đang suy nghĩ. Suốt cuộc thì Ukraine đã thực sự mất chủ quyền bởi vì Ukraine không có tiền và không có quân đội. Rõ ràng Ukraine đã mất chủ quyền và không tự quyết định được vận mệnh của đất nước mình do giới lãnh đạo Kiev đã chót nhận tiền của phương Tây. Xung đột đang leo thang, giới lãnh đạo Ukraine vẫn sống trong sự xa hoa. Với việc phương Tây đổ một lượng lớn đô la vào Ukraine, thì người dân phương Tây từng hy vọng rằng chính quyền Kiev sẽ sử dụng khoản tiền này một cách khôn ngoan. Tuy nhiên các vụ bê bối và tham nhũng đã trở nên quá phổ biến tại Ukraine. Điển hình gần đây nhất là Quốc hội Ukraine đã quyết định phế bỏ chức vụ phó đảng, người hầu của nhân dân của Yuri Aristov. Ông này cũng bị cơ quan an ninh Ukraine tiến hành điều tra hình sự. Nghị sĩ Yuri Aristov đã lợi dụng danh nghĩa đi công tác để trốn sang quần đảo Madif và nhận được một kỳ nghỉ chuẩn bị sang trọng kéo dài trong khách sạn năm sao vào giữa tháng 7 vừa qua. Để có được kỳ nghỉ xa hoa này, Yuri Aristov đã rút ruột từ các quản viện trợ phương Tây dành cho an ninh và quốc phòng của đất nước. Yuri Aristov từng là người rất thân cận với Tổng thống Zelensky và tất nhiên đây không phải là trường hợp cá biệt. Sự kiện thành viên hội đồng thành phố kia là Vladislav Chubiskin đã bỏ trốn khỏi Ukraine cũng đã gây chấn động cho đảng cầm quyền của Tổng thống Zelensky. Cuộc chạy trốn táo bạo và chót lọt của Chubiskin trên chiếc xe Mercedes S600 hướng tới biên giới Ba Lan được cho là nhờ sự giúp sức của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kililo Budanov. Cuộc đào tẩu này xảy ra chỉ 3 ngày trước một phiên tòa xét xử chống tham nhũng của Tòa án tối cao Ukraine nơi mà ông này bị truy tố về tội hối lộ khoản viện trợ nhân đạo dành cho lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraina. Hiện giờ, Chubisin đã rời Ba Lan và tiếp tục chạy trốn trước lệnh truy nã quốc tế. Đây chỉ là hai trường hợp nổi cộm nhất trong số rất nhiều vụ tham nhũng của các quan chức của Ukraine. Có điều trong khi chính quyền Kiev ban hành các điều luật nhằm hạn chế đàn ông rời khỏi đất nước trong thời chiến, thì các quan chức của Tổng thống Zelensky vẫn bay ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống xa hoa và số tiền đó được lấy từ các nguồn viện trợ của Mỹ và EU. Vào hôm 20 tháng 7, Reuters cho biết EU hiện đang đề xuất một quỹ trị giá 20 tỷ euro để mua khí tài đạn và viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm. Tức là mỗi năm, Ukraine sẽ nhận được 5 tỷ đô la mua khí tài chỉ riêng từ EU. Đề xuất này được gắn mác là để mang lại cho Ukraine những đảm bảo an ninh lâu dài. Châu Âu đã hào phóng như thế, vậy thì Mỹ sẽ gửi thêm bao nhiêu tiền nữa cho Kiev trong thời gian tới? Có một điều chắc chắn là cuộc chiến ngày càng kéo dài, thì chính quyền Tổng thống Zelensky càng nhận thêm nhiều viện trợ. Đồng nghĩa là chính quyền Joe Biden và đồng minh của họ càng có cớ để rút tiền thuế của người dân của mình. Điều này cũng trùng hợp khi mà Tổng thống Zelensky vừa tuyên bố rằng Trường nào cuộc chiến còn tiếp diễn thì không có gì là đủ. Trước đó thì Ukraine đã nhận được khoảng 160 tỷ euro từ các quốc gia phương Tây bao gồm cả Mỹ. Tất nhiên, viện trợ tiền để mua khí tài là cái cớ hợp lý nhất để tham nhũng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đội giá một thực phẩm cho quân đội cao hơn gấp 3 so với thị trường. Đó mới chỉ là thực phẩm. Còn đối với khí tài thì quan chức Kiev bị cáo buộc mua xe bọc thép với giá cao gấp hơn 3 lần thực tế. Có lẽ không ngạc nhiên khi mà người dân Ukraine đã phẫn nộ trước việc con gái của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Renikov mua một căn nhà ở Pháp với giá 7 triệu euro, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm. Dù là nền kinh tế châu Âu đang teo tóp, nhưng các thành viên EU cũng có bóp hầu bao để góp tiền mua chung khí tài để chuyển cho Ukraine. Cùng với đó, là Ukraine nổi tiếng là thị trường buôn lậu và tuần khí tài ra nước ngoài bán kiếm lời. Ukraine đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thế giới được chứng kiến chiến tranh lạnh quay trở lại một cách nguy hiểm khi mà Nga một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với phương Tây và cuộc tấn công Ukraine đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Trong khi phương Tây lặp đi lặp lại câu thần chú là Nga tấn công Ukraine một cách vô cớ, thì Tổng thống Putin đã chỉ ra rằng điều mà ông cho là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của nước ông là do sự mở rộng của NATO gần biên giới Nga. Cũng nhờ cuộc xung đột này mà NATO đã được mở rộng và củng cố quyền lực hơn nữa với sự tham gia của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, chính quyền Biden lại chỉ để mắt tới Ukraine để chống lại Nga. Vậy thì vì sao lại như vậy? Câu trả lời chính là mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden trông giống như là những người bạn có cùng chí hướng. Đó là cùng phục vụ cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Bất chấp cả tống tiền của phương Tây đổ vào hố đen Ukraine, thì người Nga vẫn án ngữ tại mặt trận phía đông và Ukraine chỉ còn cách duy trì các cuộc tấn công cảm tử để giành lại các lãnh thổ mà không đưa ra mức thời gian rõ ràng. Chính quyền Biden rót hàng tỷ đô la vào Ukraine mà không có bất kỳ cuộc giám sát nghiêm ngặt nào của Quốc hội Mỹ. Có thể chúng ta đã nghe nhiều về việc Trung Quốc mua đất ở châu Phi hoặc là bẫy nợ trong sáng kiến vành đai con đường. Hàng chục tỷ đô la mà Trung Quốc cho các nước nghèo vay đều nằm trong các dự án về hạ tầng, năng lượng và viễn thông. Vậy thì các nước đi vay đã được hưởng lợi như thế nào từ các khoản đầu tư của Trung Quốc? Lợi không tới đâu mà thời điểm này, ít nhất là 8 quốc gia đã phải gán tài sản quốc gia để trả nợ cho Bắc Kinh. Giống như việc Bắc Kinh đã siết nợ bằng cách lấy đất đai tài sản của các nước châu Phi, thì giờ đây Mỹ cũng đang thực hiện điều đó tương tự tại Ukraine. Dưới tinh hoa tiêu chủ nghĩa toàn cầu, đang giản dựng sự hủy diệt có hệ thống tại Ukraine và biến quốc gia này thành một quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào các Âu chủ Mỹ và phương Tây. Giới tinh hoa tiêu chủ nghĩa toàn cầu này là một nhóm những tỷ phú giàu có đã dùng tiền để mua chuộc, chi phối, thao túng các chính trị gia với những người đứng đầu các quốc gia để thực hiện các chương trình nghị sự mang lợi ích cho họ. Các chương trình nghị sự này bao gồm kích động cuộc chiến, hủy hoại kinh tế và xã hội được nhóm tinh hoa này thiết kế tỉ mỉ nhằm vào các quốc gia có chủ quyền để chiếm đoạt tài sản và đất đai của họ. Vào tháng 5, Tổng thống Putin trong bài phát biểu Quảng trường Đỏ đã cáo buộc rằng giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đã dùng các thủ đoạn để kích động hận thù dẫn tới các cuộc xung đột đẫm máu. Ông nói như sau: Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu này tiếp tục nhấn mạnh vào chủ nghĩa ngoại lệ của họ. Họ khiến mọi người phải chống lại nhau, chia rẽ xã hội, kích động xung đột đẫm máu và đảo chính, gieo rắc hận thù, bài xích đất nước nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, phá hủy các giá trị gia đình truyền thống vốn làm nên con người. Vì vậy mà không quá ngạc nhiên khi mà thủ tướng Hungary đã nói rằng nếu mà người Mỹ muốn thì sáng mai sẽ có hòa bình. Còn tại sao người Mỹ không muốn thì lại là câu hỏi mà cả thế giới đang suy nghĩ. The Politico từng cho biết rằng, cựu tổng thư ký NATO đã trở thành cố vấn cho chính quyền Zelensky và từng thực hiện nhiều chuyến công du tới Mỹ để vận động chính quyền Biden cung cấp nhiều khí tài hơn cho Ukraine. Nhưng mà điều chấn động hơn, đó là lời thừa nhận của ông này về tổng thống Joe Biden, ông nói như sau: "Chúng tôi thật là may mắn khi có một người theo chủ nghĩa toàn cầu thực sự đang ở trong Nhà Trắng." Điều này lý giải vì sao mà chính quyền Biden và các chính phủ phương Tây đang muốn kéo dài cuộc chiến để đục đẽo Ukraine không có gì ngạc nhiên khi mà tổng thư ký Jens Stoltenberg, cánh tay phải của chủ nghĩa toàn cầu thừa nhận rằng nghe có vẻ nghịch lý nhưng mà hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường nhanh nhất mang lại hòa bình cho quốc gia này. Việc giới tinh hoa toàn cầu, bao gồm quỹ BlackRock và ngân hàng Morgan dự kiến thành lập ngân hàng tái thiết Ukraine, chỉ là bước khởi đầu của quá trình Ukraine mất chủ quyền. Trong đó, tổ chức dự án cho thế kỷ mới của Mỹ gọi tắt là PNIC có trụ sở từ Washington, được cho là đại diện cho các lợi ích tài chính hùng mạnh chi phối chính sách đối ngoại của Mỹ và thúc đẩy các cuộc chiến để duy trì chương trình nghị sự của giới tinh hoa toàn cầu. Chương trình nghị sự này được thực hiện thông qua các vụ thay đổi kế hoạch đảo chính, các cuộc cách mạng màu mà điển hình là vụ đảo chính Ukraine vào năm 2014, cũng như là áp đặt các khoản nợ dẫn tới hỗn loạn chính trị và xã hội. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà cờ Mỹ và EU đều đổ nhiều tiền vào Ukraine. Vì họ nhìn thấy một cơ hội để tận dụng sự hỗn loạn và giành lấy thị phần béo bở của họ trong việc kích động chiến sự. Có thể nói, Ukraine đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần khủng khiếp với phương Tây, nhìn rộng hơn trong cuộc xung đột này, đó là Ukraine đã trở thành quốc gia mất chủ quyền và đang trên con đường bị thôn tính và điều hành bởi các cường quốc phương Tây. Quá trình xét nợ bắt đầu khi mà Mỹ cho rằng Ukraine nên bắt đầu từ việc trả tiền mua khí tài cung cấp cho họ. Như vậy có thể thấy chính quyền Biden thừa biết kia không có tiền để mua khí tài mà hoàn toàn trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nước ngoài để điều hành đất nước. Nhưng không có tiền không có nghĩa là Ukraine không có thứ gì để trao đổi. Vì vậy mà phương Tây đang ép Ukraine phải giao bán tài sản quốc gia với cái giá rẻ mạt. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã bán đất nước của mình cho quỹ đầu tư quản lý tài sản lớn nhất thế giới là BlackRock của Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu của quỹ BlackRock là quan tâm tới lợi nhuận và hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức. Chẳng hạn như là quỹ này đã mua toàn bộ khu nhà dân cư ở các thành phố của Mỹ rồi thổi phồng giá bất động sản và giá thuê, biến người lao động Mỹ thành những người sở hữu nhà, thành những người phải đi thuê hoặc là bị đẩy ra đường trở thành người vô gia cư. Đó là những tiết lộ từ chính tờ tạp chí Mỹ nổi tiếng The American Conservative có bài viết có tiêu đề BlackRock sẽ mua Ukraine. Tờ này có bài viết như sau. Người ta gần như có thể đảm bảo quỹ BlackRock được chính phủ Ukraine trả hậu hĩnh cho việc tư vấn về lộ trình tái thiết này và chính phủ Ukraine hiện đang nhận tiền tài trợ từ đâu. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trong tình trạng hỗn loạn và chiến sự, tất nhiên là từ chính phủ Mỹ. Vào cuối năm ngoái, Mỹ đã cung cấp 13 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ Ukraine để tránh thâm hụt và phá sản hoàn toàn. Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể. Vì vậy mà BlackRock được người nộp thuế tại Mỹ trả tiền thông qua chính phủ Ukraine để đưa ra một số kế hoạch đảm bảo sự thành công của các khoản đầu tư trong tương lai của họ tại Ukraine. Và đây chính là lý do giải thích vì sao mà chính quyền Biden không muốn có hòa bình tại Ukraine và gạt bỏ mọi cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự. Tờ này đã kết luận như sau. Với một thỏa thuận nhiều lợi ích dành cho giới tinh hoa tài chính và chính trị Mỹ, thì tại sao họ lại phải muốn hòa bình tại Ukraine? Rõ ràng Tổng thống Zelensky cũng giống như là Tổng thống Biden, đều là cánh tay phải đắc lực phục vụ cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu để chiếm đoạt tài sản của Ukraine. Hiện thì hơn một nửa diện tích đất canh tác của Ukraine thuộc sở hữu của các tập đoàn nông nghiệp toàn cầu, bao gồm tập đoàn Cargo và Man Center. Vốn cổ phần của bộ ba này được kiểm soát bởi ba quỹ đầu tư Mỹ là BlackRock và các quỹ này được kiểm soát bởi giới tinh hoa toàn cầu với những cái tên nổi bật như là tỷ phú Warren Buffett và Bill Clinton. Hơn 300.000 hecta đất nông nghiệp chính thức được bán tại Ukraine. Giá trung bình một hecta vào cuối năm 2022 lớn hơn 2.000 đô la một chút. Như vậy giá đất tại Ukraine bị đánh giá thấp hơn nhiều nếu mà so với Ba Lan, khi mà một hecta đất của Ba Lan có chất lượng kém hơn nhiều so với đất đen của Ukraine, nhưng mà có giá lên tới 10.000 đô la. Nếu mà căn cứ theo giá đất của Ba Lan, thì việc bán một nửa đất nông nghiệp của Ukraine với giá chỉ bằng một phần 5 giá đất của Ba Lan đã gây thâm một khoảng hơn 200 tỷ đô la cho kho bạc của Ukraine. Từ khoản tiền để tái thiết Ukraine, quỹ BlackRock đang mua đất canh tác của Ukraine với giá gần như cho. Họ sẽ lại tiếp tục thu được lợi nhuận từ việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Ukraine bằng các khoản tái thiết do Mỹ và EU cung cấp. Trong khi mua được tài nguyên thiên nhiên, các cơ sở công nghiệp và hạ tầng giao thông với giá rẻ bèo từ chính quyền Kyiv. Như vậy có thể thấy số phận của Ukraine gắn liền với lợi ích của các thế lực toàn cầu đang tìm cách kiểm soát các quốc gia và thu lợi từ sự hủy diệt của họ. Các chính trị gia như là Biden, Macron và Zelensky đều là những quân cờ để thực hiện chương trình nghị sự của một nhóm tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu.